mong ngày về mạnh mẽ của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã quyết định sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Trong sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ, Văn Hậu sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Lần gần nhất Đoàn Văn Hậu ra sân là ở vòng cuối V-League 2023, diễn ra ngày 27 tháng 8 năm 2023. Hậu vệ trái của câu lạc bộ Công an Hà Nội CAHN dính chấn thương viêm điểm bám gót chân, đã trải qua khoảng thời gian vì cắn răng ấy chịu đau để thi đấu. Phải đến khi kết thúc mùa giải, anh mới quyết định sang Singapore để chữa trị dứt điểm. Ban đầu, các bác sĩ dự đoán cầu thủ sinh năm 1999 sẽ trở lại sau 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, tình hình phức tạp hơn nhiều. Gần 400 ngày trôi qua, Văn Hậu chỉ tập hồi phục, chưa thể trở lại tập luyện cùng với bóng, chứ đừng nói đến việc xỏ giày ra sân thi đấu. Cuối tháng 9, anh quyết định sang Hàn Quốc để đẩy nhanh quá trình bình phục chấn thương. Anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik giới thiệu đến một trung tâm chất lượng từng điều trị cho rất nhiều cầu thủ ngôi sao xứ Kim Chi. Đây là quyết định rất đúng đắn của Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu chơi lăn xả trong màu áo đội tuyển Việt Nam từng dính chấn thương viêm điểm bám gót chân như Văn Hậu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ, để bác sĩ ở Singapore chỉ phẫu thuật. Còn giai đoạn hồi phục bằng vật lý trị liệu sang Hàn Quốc hoặc châu Âu sẽ tốt hơn nhiều. Tôi từng mổ ở Singapore, nhưng rồi vẫn phải sang Bồ Đào Nha. Hàn Quốc có nền thể thao phát triển thuộc top đầu thế giới, kéo theo nền y học thể thao cũng rất tiến bộ. Bản thân Văn Hậu từng điều trị tại đây hồi năm 2021 khi dính chấn thương đầu gối. Một số tuyển thủ Việt Nam khác như Xuân Trường, Tuấn Anh từng bị đứt dây chằng, được phẫu thuật và điều trị hồi phục ở Hàn Quốc đều trở lại với bóng đá. Điều quan trọng bây giờ là Đoàn Văn Hậu cần phải kiên nhẫn để hồi phục chấn thương nhạy cảm này. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ, dây viêm điểm bám gót là một chấn thương dai dẳng. Phần gót chân luôn rất đau, xỏ giày vào là đau. Thậm chí, bước đi bình thường cũng đau chứ không cần phải chạy. Gân Achilles cũng trở nên yếu hơn. Đội tuyển Việt Nam rất nhớ Văn Hậu, cựu tuyển thủ Việt Nam cũng tin rằng Văn Hậu có thể sớm trở lại sân cỏ, ngày xưa. Các điều kiện sinh hoạt, tập luyện vật lý trị liệu không tốt như bây giờ. Cơ địa của Đoàn Văn Hậu chắc chắn cũng tốt hơn tôi. Vì vậy, tôi hy vọng cậu ấy có thể trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Người hâm mộ đều đang rất mong chờ Văn Hậu trở lại. Không có anh, câu lạc bộ CAHN phải sử dụng trung vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Hoàng Văn Toản đá hậu vệ trái trước khi chiêu mộ và Nguyễn Văn Đức và cầu thủ Việt Kiều Jackson Pendan Quang Vinh. Còn ở đội tuyển Việt Nam, nỗi nhớ Văn Hậu càng da diết. Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy là những người đã trám vào vị trí mà Văn Hậu để lại, nhưng chưa cầu thủ nào đủ sức khỏa lấp được khoảng trống đó. Jackson Pendan Quang Vinh đang chơi ổn, có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia nếu được triệu tập, nhưng anh lại chưa có quốc tịch Việt Nam. Trên hết, tất cả đều hy vọng Đoàn Văn Hậu chân cứng, đá mềm, vượt qua mọi khó khăn sớm trở lại sân có một cách mạnh mẽ như chính cá tính của anh.